Lời đầu tiên cho cửa hàng âm thanh Số Lúc Đỏ xin được gửi lời chào đến tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền đất quốc và cũng như những bác khách lần đầu tiên xem kênh YouTube của Số Lúc Đỏ. Thì ngày hôm nay cửa hàng em tiếp tục lên sóng cho các bác một cái lồng loa full 25, có thể nói là một trong những dòng loa siêu phẩm hiện tại trên thị trường. Trong thời gian vừa rồi thì bên em luôn luôn lên sóng cho các bác những dòng loa với giá trị cao, cũng như là nó thứ nhất là về độ sưu tầm, thứ hai là về chất lượng, về những dòng loa phân khúc cao cực kỳ đẳng cấp. Thì ngày hôm nay tiếp tục với những cái chuỗi series đấy, em sẽ lên sóng các bác một cái lô loa full 25. Chắc chắn là các bác sẽ cực kỳ ưng ý. Một trong những dòng loa mà mọi người cứ nhìn thấy là dòng loa ui Nixo à, nhìn giống Nixo thế, ui nhìn đã thế, rất là vân vân và những vân vân. Nhưng ngày hôm nay trước mặt các bác nó không phải Nixo, nhưng mà một dòng loa chắc chắn sẽ làm cho các bác cực kỳ mê mẩn. Đó chính là mẫu loa Audio King AK10, một trong những dòng loa model cao cấp bậc nhất của thương hiệu Audio King. Và đây là một cái model được liên kết với công ty Pro Acoustic sản xuất. Thì đây là một đôi loa full 25 neo hộc nhôm cực kỳ đẳng cấp, với một cái thiết kế các bác thấy là một dòng loa sử dụng màng bắt lõm, rốt lõm để tạo cho cái âm bass nó được trầm hơn, và gân là gân ba sóng cực kỳ hay, họng là họng nhôm và lỗ thông hơi phía trước. Cái lô loa này hiện tại cửa hàng em hoàn toàn chưa hay vệ sinh một chút nào cả, nhưng các bác đã thấy là nó đang còn cực kỳ đẹp. Nó đẹp về cả bên trong và kể cả là bên ngoài, nó đẹp từ hình thức cho đến chất âm. Thì với đôi loa này luôn luôn được cửa hàng bên em bán cam kết và cũng như được áp dụng chính sách bán hàng cao cấp nhất, đó là hiện tại bên em sẽ bán ra và bán cho các bác và được hưởng cái chế độ trả hàng trong vòng một tuần. Nếu chú bác nhận đôi loa này rồi, các bác nghe trong vòng một tuần mà không thích vẫn được quyền trả lại hàng và lấy lại tiền về. Đó là cái chính sách gần như tiền lại chỉ thiếu về thị trường Việt Nam chưa ai có và chưa ai dám áp dụng cả. Và đến cửa hàng Số Lúc Đỏ luôn luôn được áp dụng điều đó, các bác được quyền với những đôi loa này được quyền nghe, nhưng không thích, chất lượng không đúng, không ưng, một tuần sau vẫn được quyền trả lại. Chưa bao giờ có đúng không ạ? Và giá trị hàng vẫn giữ nguyên, không mất một đồng. Đấy. Các bác ở xa thì gửi hàng cho em, các bác hỗ trợ được cước, còn ở gần thì các mang lo đến nhà lấy tiền về. Ok không ạ? Và thứ hai là bên em sẽ được bán các bác, thứ nhất là cam kết về độ đẹp, nhận hàng không đẹp trả lại luôn. Zin chính hãng thì cam kết chắc chắn là 100%. Điều này là luôn luôn Số Lúc Đỏ luôn luôn báo hàng, bán hàng thì các bác không bao giờ lăn tăn về cái chuyện này đúng không ạ? Luôn luôn nó phải đảm bảo. Khi mua hàng của Số Lúc Đỏ các bác hoàn toàn phải yên tâm về chất lượng, không bao giờ phải lăn tăn mà không biết là hàng này có phải hàng xịn hay không, hàng này có phải hàng nhái hay không, vân vân. Cái chuyện đó các bác hãy bỏ ngoài tai. Chắc chắn là một Số Lúc Đỏ phải là hàng xịn. Đấy. Và với đôi loa này được thiết kế là dạng thùng cân cực kỳ đẹp các bác ạ, thùng cân các bác nhá. Đó các nhìn này. Thùng cân ạ, em chưa hay vệ sinh chút nào luôn. Và lỗ thông hơi phía trước và cái lô loa đặc biệt đó, nó là loa full 25 thôi, nhưng họ thiết kế cái thùng loa cực kỳ dày các bác, cực kỳ dày luôn. Và đây là một cái lồng loa full 25 neo, công suất làm việc lên tới 300W. Thì có một cái ưu điểm cái dòng loa neo á, thứ nhất là công suất nó rất là lớn. Công suất cái làm việc của đôi loa này lên tới 300W, có nghĩa gần tương đương với một đôi full 30 rồi, tương đương với những đầu số dòng loa full 30 hiện tại thị trường khá là cao. Thứ hai là đôi loa neo thì nó sẽ có độ nhạy khá là cao, đôi loa là độ nhạy lên tới 99 dB, khá là lớn các bác nha. Đấy, đánh rất là dễ ghép. Đặc biệt là lô loa này các bác thể ghép với tất cả dòng loa khác hiện tại các bác đang dùng, kể cả full 40, full 30, full 25, loa 5 30, loa 5 25 đều ghép được hết tất cả dòng loa mà các bác muốn ghép, hoặc có thể chơi độc lập mình nó đều ok. Đấy, đó là một cái đồng loa của nó đa dạng để các bác có thể check chơi và chơi rất là dễ các bác ạ. Đặc biệt là đôi loa là công suất lớn nhưng các bác có thể chơi được biết tất cả âm ly vẫn được, bởi vì sao ạ? Bởi vì là lồng loa độ nhạy nó cao, các bác cũng rất là dễ ghép, không có khó đâu ạ. Nó không ăn công suất nhiều các bác nha. Đấy. Và bây giờ đây, em mời các bác cùng xem ở phía sau đặc biệt đây. Nhiều thấy người sẽ thấy lạ là tại sao là dòng loa này nó lại có một cái phần nhô ra và những cái lá tạm nhiệt đúng không ạ? Thì xin thưa các bác là đây là cái phần tạm nhiệt cho phân tần. Phân tần này là sử dụng dòng loa này sử dụng phân tần là hai mặt linh kiện, cho nên là mặt dưới nó sẽ là tản nhiệt cho phần chở bác nhá, chở nhôm và chở sứ và chở nhôm ở với nó ở phía sau, thì nó sẽ tản nhiệt ở phía sau, các bác sờ đấy nó sẽ bấm. Đó là một cái ưu điểm mà dòng loa này họ làm đấy. Và nó sẽ có chữ acoustic ở đây đấy, acoustic đấy, nó lại liên kết với dòng Audio King các bác nhá. Và cái máy AK10 và công suất là 300W, cực kỳ khủng khiếp, và tất cả cái phần này nó đã bằng nhôm hết các bác nhá, nhôm phay 100%, đó là đẳng cấp luôn, rất đẹp các bác ạ. Và em mời các bác cùng vào bên trong đôi loa nhá, các bác cùng chiêm ngưỡng cái đôi loa này, mê lắm các bác ơi. Và trước khi đi vào bên trong đôi loa này, nội thất bên trong, em sẽ mời các bác cùng liếc qua cái e căng. Thì hiện tại là e căng em đang cho giặt và chưa khô, cho nên là em chưa lắp vào trong loa các bác nhá. Thì e căng của đôi loa này có một cái ưu điểm là nó sử dụng một cái lớp vải ở phía trong các bác ạ, để mà ngăn bụi,
nó bảo vệ cái gân loa, cho nên là những cái kiêu của loa, cái kiêu dưỡng gân đó, nó sẽ không bị bẩn và nó khá là bền bỉ, cái màng loa cũng sẽ sạch sẽ khá là nhiều. Và cái e-căng họ thiết kế là bao bên ngoài, bao hai bên rất là đẹp các bác ạ. E-căng là e-căng thép ở phía trong bên ngoài nhá, vải phía trong nhìn nó cứng cáp với loa khá là nhiều. Tiêm của loa là thực sự là tiêm nhôm CNC luôn đấy. Còn về phía bên trong nội thất đôi loa này, các bác nhìn thấy em ạ, một đôi loa thực sự được đầu tư khá là chỉnh chu, khá là đầu tư và họ làm họ gia công cực kỳ tốt luôn. Thứ nhất về quả tép chúng ta hãy nói nhìn lên ạ, đây là một quả tép sử dụng là họng nhôm đúc các bác nhá, họng nhôm đúc luôn chứ không phải là họng nhựa đâu ạ. Họng nhôm đúc rất là dày, các bác nhìn này, độ dày nó rất là dày luôn. Họng nhôm đúc theo cái dạng là họng phóng các bác nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Và con chép mà sử dụng là chép của BNC, đời khá là cao, đời là đời DE128 các bác nhá, là cái đời chép rất là lớn và rất là cao của hiện tại của BNC đấy. Con chép là dòng chép côn dẹt cực kỳ hay luôn, để đảm bảo cho một chất âm ra nó đẳng cấp nữa thì họ sử dụng ngay chúng ta là một cái họng nhôm nữa. Đương nhiên con tép này thì mọi người sẽ thấy là nó rất là tuyệt vời rồi. Đây là đời tép mã đời cao của bậc nhất của BNC đấy, và cái họng nhôm khá là dày, tiếng tép là cực kỳ sáng luôn. Cộng với đó là một quả bắp bắp neo, thì các bác cứ nhìn qua quả bắp này đi ạ, nó chẳng mọi người cứ bảo là ôi bắp cũng nicho à, thì xin thưa các bác là đây không phải là bắp nicho mà đây là bắp của thương hiệu TB Pro Audio sản xuất, một thương hiệu của Mỹ sản xuất. Đồng bắp này rất nổi tiếng luôn, và ngày hôm nay chúng ta sở hữu là một đôi loa được sở hữu một cái bát mà phải nói là rất đẹp. Từng cái đường cong của những cái xương là xương đao châu kép cực kỳ dày, và những cái xương này bình thường mọi người sẽ nghĩ là nó chỉ rộng bên trong ạ, bên trong thì rỗng ạ, không, xương này là xương đặc luôn các bác. Bình thường những thương hiệu khác là họ làm bên trong là rỗng các bác để tiết kiệm cái chi phí, đúng không ạ, nó giảm bớt cái vật liệu. Nhưng đối với dòng loa TB này họ làm là xương đặc luôn, tất cả những cái xương này là xương đặc 100%, rất là dày và cực cáp luôn, không bao giờ lo cái chuyện bị gãy xương luôn, chắc chắn vậy, điều đó 100%. Và các bác thấy là đôi loa là cái xương họ làm phải nói là tuyệt vời đỉnh luôn, phải nói là một câu là nó rất là đẹp thực sự luôn, nó mềm mà dòng bắt neo mà họ làm cái xương rất đẹp luôn. Từng cái màng là màng chống nước hai mặt luôn, màng dòng loa này là màng chống nước hai mặt luôn các bác đấy. Dâu loa được là dâu bọc gen luôn, các bác hãy nhìn kỹ đấy, từng cái dâu đấy, từng cái nhện đấy rất đẹp đúng không ạ, đấy nhện rất là đẹp, tiền mọi thứ đi đủ hết, màng là màng chống nước hai mặt luôn và giọng phễu lõm cực kỳ xuất sắc luôn. Một cái bát công suất lên tới 300W thì các bác biết là dòng loa neo thì công suất nó rất là lớn. Và cái ưu điểm của những dòng loa neo này là gì ạ? Khi các bác đánh lên cường độ cao, nó không bao giờ bị vỡ tiếng, nó không bao giờ bị vỡ tiếng các bác nha. Đấy, và công suất lại cao lại không vỡ tiếng thì các bác dùng được chắc là sẽ rất là yên tâm. Đặc biệt đó là đôi loa này á, các bác có thể viết được với tất cả dòng loa khác luôn, dòng loa nào các bác cũng ghép được, vì loa neo dòng của TB này thì nó rất là đa dạng để các bác có thể chơi được, nó rất là phù hợp, kể cả các bác chơi độc lập cũng được luôn. Và cái tiếng bát của dòng loa neo thì các bác đã biết rồi, thì nó sẽ có một cái uy lực, nhưng nó cái chiều sâu thì nó sẽ không thể như dòng từ thường được, từ thường này nó sâu hơn đấy. Nhưng đối với dòng loa TB này nó sẽ tiếng bát nó sẽ mềm hơn, là sâu hơn dòng loa của Zimmer một chút đấy, bởi vì là thiết kế thùng nó là thùng tạo thông hơi phía trước đấy. Và các bác nhìn cho em từng cái thùng của nó đây, cái thùng của dòng loa này đấy, họ làm này chưa bao giờ mà em thấy một dòng loa 25 nào họ làm cái thùng dày như loa này luôn, phải nói là quá dày luôn các bác. Từng cái bên trong họ gia cố cực kỳ chắc chắn luôn này, rất là chắc chắn và dày luôn đấy. Phân tần là dạng phân tần hai mặt các bác nhá. À, các bác sẽ thấy là mặt này linh kiện ít đúng không ạ, đằng sau nó bác sờ đằng sau này linh kiện đằng sau hết này, nên mà nó là hai mặt, và cái mặt đằng sau nó là cái mặt để tản nhiệt cho cái phân tần này đấy. Những cái linh kiện mà gây ra nhiệt độ nóng ấy, thì nó sẽ nằm ở phía sau hết, để cái lá nhôm ở phía sau nó tản nhiệt cho cái phân tần. Và nó sử dụng nguyên tụ là tụ C-cap, tụ C-cap của Mỹ các bác ạ, một cái tụ rất chất lượng, phải nói là một câu là rất là chất lượng và mắc tiền, rất là hay luôn các bác ạ đấy. Và ngày hôm nay chúng ta sở hữu một đôi loa với tất cả những cái linh kiện, từng cái thiết kế loa cho mọi thứ thực sự nó quá là cao cấp, quá là xịn sò. Và cái giá này đương nhiên nó cũng khá là mềm, và tính đến thời điểm hiện tại bây giờ đương nhiên đôi loa này năm ngoái em thấy là bán hơn 8 triệu, và năm nay các bác luôn em bán rẻ hơn cả loa Party House G10 luôn, với giá chỉ có 7.800.000 đồng. Một đôi loa 7.800.000 đồng các bác được sự cam kết, thứ nhất độ zin, thứ hai chính hãng, thứ ba độ hay, thứ tư là mọi cái vấn đề được gì ạ, được bao hay nữa, không hay được kiểm trả lại này, chẳng bao giờ các bác có cơ hội đâu ạ, đúng không ạ, chẳng bao giờ các bác có cơ hội mua chỗ khác đâu. Bình thường các bác cứ mua chỗ khác mà không hay ấy, chắc chắn là bị gì ạ, là sẽ bị trả lại, sẽ bị trừ tiền ngay lập tức. Ví dụ các bác mua cái một ngày không ưng các bác trả lại kiểu gì họ cũng trừ các bác cũng 1 triệu đồng 2 triệu đồng là bình thường, đúng không ạ. Cửa hàng sau đó luôn luôn bảo vệ khách hàng, luôn luôn cho các bác được quyền tự quyết
Đấy các bác nha, chắc chắn điều đó rồi. Và những bác khách nào đang thích đôi loa này hãy liên hệ ngay với em để chúng ta sở hữu đôi loa này ạ. Số lượng này cũng chỉ có khoảng 30 cặp thôi, cho nên là chắc chắn đôi loa này sẽ cháy hàng cho một nốt nhạc các bác ạ. Các bác hãy nhanh tay sở hữu đôi loa này các bác nhá. Em cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem video của Số Lúc Đỏ. Các bác hãy luôn đăng ký kênh và ủng hộ bên em các bác nhá. Em cảm ơn các bác rất là nhiều và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào tạm biệt các bác.